Trong phần giải đáp về Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam hôm nay, có 3 vị đặt câu hỏi gồm 1. Nguyễn Thị Thu Thủy, cư ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 2. Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Nguyễn Thị Theo, cư ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người đặt câu hỏi đầu tiên là Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai, hỏi như sau. Dạ thưa bác Nguyễn Nhân, cháu tên là Nguyễn Thị Thu Thủy, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cháu xin đặt 17 câu hỏi với bác về Thiền Tông, xin bác Nhân giải đáp giúp cháu. Trước khi đặt câu hỏi, cháu xin cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền pháp môn Thiền Tông học này lại cho hậu thế. Cháu mong rằng pháp môn Thiền Tông học này được trường tồn để nhiều người dân Việt Nam ai ai cũng biết pháp môn Thiền Tông khoa học tuyệt quý này, để họ không còn tin sai đạo Phật nữa. Cháu xin cảm ơn bác và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu rất nhiều và nhiều lắm. Nhờ pháp môn Thiền Tông học này mà chúng cháu không tin sai đạo Phật nữa. Chúng cháu cũng không quên. 1. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bí mật truyền pháp môn Thiền Tông học này lại cho hậu thế. Nên hôm nay chúng cháu mới biết được đây là tinh hoa của đạo Phật và của cả nhân loại. 2. Cảm ơn ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu đã tổ chức trang mạng thiền tông.com phổ biến cho chúng cháu biết. 3. Cảm ơn bác Nguyễn Nhân đã giải đáp những thắc mắc của chúng cháu mà chúng cháu không biết hỏi ai. Trân trọng cảm ơn tất cả rất nhiều. Cháu xin đi vào 17 câu hỏi. Câu hỏi 1 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu nghe bác nói, khi nghe An Vị Phật và Huyền Ký mà ngủ, thấy này thấy kia, thì người âm giúp mình, nhưng có lúc cháu nghe bác trả lời là thấy như vậy là bị dụ. Vậy, hai trường hợp này là sao? Mong bác giải thích rõ giúp cháu. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 1 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ý này cháu phải hiểu như sau. Khi nghe kinh An Vị Phật và Huyền Ký mà ngủ được, hay thấy này thấy kia, thì người âm đến nghe với mình đó. Đồng nghĩa cháu tạo công đức với người âm. Họ sẽ xin vị thần quản lý cho họ tái sanh làm người, để họ được tu theo pháp môn giải thoát, là cháu có công đức. Nếu cháu nghe người âm nói gì ngoài việc tu Thiền Tông mà cháu nghe theo, là cháu bị người âm dụ đó. Cháu phải biết người âm có đến 6 dạng người, gồm 1. Các vị thần quản lý con người. 2. Các vị thánh giúp con người sống nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, tức sống làm người tốt. 3. Các vị tiên giúp con người sống nhàn hạ, không tin sai sự thật, không làm bậy bạ hoặc lừa dối người mà bị nhân quả. 4. Các vị thánh hiển linh lập ra các đạo linh thiêng để người tu bác ái và thương muôn loài, hưởng phước ở các cõi trời. 5. Các vị thập đại thánh giúp loài người tu đúng đạo phước, để sau khi chết được vãng sanh lên cõi trời sống, hưởng sung sướng. 6. Các vị loại thánh không tổ chức, gọi là thập loại thánh lang thang, cũng gọi là thập loại cô hồn, lừa người bằng cách là tạo linh thiêng để dụ những người mê muội đến lại và cúng cho các vị thánh này ăn. Các vị thánh này xúi cháu làm bậy để bị nhân quả. Khi các vị thần thực thi nhân quả cháu, nếu cháu sợ nhân quả thì cháu phải xin vào sống với thập loại thánh này, thì vị thần không thực thi nhân quả được, cháu rất an toàn. Cháu tu Thiền Tông thì phải hiểu căn bản 6 loài cõi âm này thì cháu tu mới không bị sai. Còn cháu tu Thiền Tông mà không hiểu căn bản 6 loài cõi âm này thì chắc chắn không khi nào cháu tu Thiền Tông đúng được. Vì vậy, người tu theo Thiền Tông
không đến nơi hiển linh, cầu xin và lạy lục ai ở trái đất này, thì mới đúng là người tu thiền tông chân chánh. Câu hỏi 2 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Có phải người tham ăn, tham ngủ, tham danh là người này âm nhiều đúng không bác? Nếu đúng thì âm này do nghiệp âm hay do người âm làm vậy, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 2 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Người tham ăn, tham ngủ, tham danh nhiều thì người này âm quá nặng, nên mới có tham ăn, tham ngủ, tham danh nhiều là vậy. Đây cũng là nghiệp của người đó. Câu hỏi 3 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu thấy có trường hợp người bình thường nhưng khi đạt bí mật thiền tông thì người âm đến nhờ niệm bổn sư và mười phương chư Phật giúp họ đi vãng sanh. Trường hợp này họ có đi vãng sanh không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Người muốn vãng sanh lên nước cực lạc sống là do chính người đó tự họ tạo nghiệp phước đức dương cho thật nhiều thì mới vãng sanh lên nước cực lạc sống được. Còn người đạt được bí mật thiền tông chỉ là người hiểu sự thật ở trái đất này có một chút thôi, thì làm sao niệm nhờ chư Phật giúp cho người khác vãng sanh được? Đức Phật Thích Ca còn không làm được việc này. Vị nào nói vậy là quá mê tín đó. Câu hỏi 4 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con xem vấn đáp, thấy có nhiều người hỏi làm sao bỏ tưởng được. Bác trả lời là không bỏ tưởng được. Không bỏ tưởng được thì người này phải làm sao về Phật giới được? Mong bác giải thích rõ chỗ này giúp con. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu phải biết, vọng tưởng của mỗi con người nó phát ra là do điện từ âm dương bốc quả tim con người, nên mới phát ra 16 thứ tánh người, trong đó có vọng tưởng. Người tu thiền tông, vọng tưởng nó phát ra, kệ nó. Giống như cháu vô siêu thị, thấy hàng hóa vậy. Cháu không mua thì thôi, chứ làm sao cháu dẹp con mắt của cháu thấy hàng hóa được. Vọng tưởng nó cũng vậy, làm sao ai dẹp vọng tưởng được? Cháu có công đức trở về Phật giới, khi vào đến trung tâm vận hành luân hồi thì tất cả những gì có trong trung ấm thân đều trả lại cho thế giới nhân quả luân hồi của trái đất này, trong đó có vọng tưởng. Vì vậy cháu tu thiền tông không dẹp hay bỏ gì cả, mà chỉ cần làm có 3 việc như sau. 1. Lo tạo công đức. 2. Lo học cho thông đường trở về Phật giới. 3. Đừng để ai lừa mình, mà chỉ một lòng ham muốn trở về Phật giới là đủ. Ở thế giới này làm gì cũng bị nhân quả hết, kể cả cháu tu, mà càng tu là càng bị nhân quả. Câu hỏi 5 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bác trả lời, tưởng là do ông thần thực thi nhân quả để mình có cái tưởng đó. Nhưng khi mình tưởng thì ông thánh kế bên. Con chưa hiểu rõ chỗ này, mong bác giải thích rõ chỗ này giúp con. Được rõ ạ, thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 5 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu phải biết, tưởng là do tánh người của mỗi người phát ra. Khi cháu tưởng và hành động, đầu tiên là do tánh thánh và tánh tiên của cháu điều khiển tốt cho thân người cháu hành động để không sai với nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đây là tư cách con người của cháu sống ở thế giới vật chất này. Nếu khi cháu tưởng mà không có hai tánh thánh và tánh tiên trợ giúp, thì tánh thập loại thánh xen vô dẫn cháu đi tạo nghiệp đó. Vì vậy cháu mới thích làm này làm kia là do thập loại thánh dụ cháu làm đó. Đức Phật dạy,
Thế giới này gọi là thế gian, tức thế giới gian xảo. Đừng nghe ai nói gì hết. Nghe người khác nói mà mình làm theo là đi luân hồi đó. Cháu muốn trở về Phật giới thì cứ lo làm ăn, không tin bất cứ thứ gì ở thế gian này. Có gia đình thì lo cho gia đình là đủ. Có tổ quốc thì lo cho tổ quốc là được rồi. Còn muốn đi luân hồi thì làm theo các loại thập thánh thì được đi luân hồi ngay. Câu hỏi 6 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Có người nói khi Thiền Tông phổ biến ra, có rất nhiều người giả bộ tu Thiền Tông lợi dụng Thiền Tông để chiếm đoạt vật chất và tiền tài của người khác. Vậy, người này có tội gì không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 6 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Người lợi dụng tu theo Thiền Tông để chiếm đoạt vật chất và tiền tài của người khác thì người này bị siêu nhân quả. Vì vậy, Đức Phật có khuyên, nếu thật tình muốn giải thoát thì tu Thiền Tông. Còn lợi dụng Thiền Tông mà chiếm vật chất hay tiền tài của người khác thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn sống, không trở lại làm người được. Câu hỏi 7 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Người tu Thiền Tông, có bạn bè, có người thân, nhờ giúp đỡ về tài vật, nhờ tư vấn công việc làm ăn, hoặc giải hòa vợ chồng sống với nhau, vân vân. Vậy, người tu Thiền Tông có được giúp không thưa bác? Người này có ý tốt, chứ không vụ lợi cho bản thân. Họ làm như vậy có được không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 7 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là việc làm phải. Người tu Thiền Tông làm như vậy là đúng với cuộc sống ở thế giới này. Người tu Thiền Tông gặp các trường hợp này nên giúp trước để biết rằng người tu không bỏ chuyện thế gian khi có người gặp hoàn cảnh xấu. Sau, người được giúp này, họ thấy người tu Thiền Tông có hạnh tốt, họ tu theo thì mình được một hay hai người theo Thiền Tông là mình có công đức. Câu hỏi 8 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con đọc huyền ký mới biết người chết bị nhân quả với loài nào. Sau khi chết, phải đi vào loài đó sống. Vậy, thời gian sống với loài đó bao lâu, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Về thời gian nhân quả của người này, tùy theo họ tạo nhân quả với loài đó bao nhiêu, thì phải trả nhân quả đủ số đó mà thôi. Chứ làm sao nói chính xác thời gian nhân quả được. Câu hỏi 9 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bác nói, cõi âm cũng có tốt xấu, người tốt nhập người tốt, người xấu nhập người xấu. Vậy, người tốt ở cõi âm đó có trong thập loại thánh không? Hay họ ở đâu trong cõi thánh, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 9 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Người ở cõi âm có nhiều loại, chứ không phải chỉ có một loại tốt và xấu như cháu hiểu. Còn nói về thánh cũng rất nhiều. Mỗi loại thánh phụ trách một ngành hay một công việc. Câu hỏi 10 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bác nói, kinh dịch bây giờ đa phần sửa hết, không còn nguyên văn đúng nghĩa. Ví dụ, vậy khi con muốn đọc kinh Kim Cang hoặc kinh Pháp Bảo Đàn, con tìm ở đâu? Có kinh dịch đúng hay là kinh dịch không sai, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 10 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu muốn tìm kinh dịch đúng thì cháu hãy tìm kinh nào của dịch giả Cu Ba La Thập dịch thì kinh này dịch đúng được 70%. Câu hỏi 11 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, bác giải thích giúp con nghĩa của các chữ này ạ.
Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 11 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Nhân là người, ngã là ta, cho ta nói là đúng. Chúng sanh là nói gồm có 9 loài như sau. 1 là loài trời, 2 là loài thần, 3 là loài thánh, 4 là loài tiên, 5 là loài người, 6 là loài súc sinh, 7 loài ngạ quỷ, 8 là loài địa ngục, 9 là loài thực vật. Thọ giả là loài nào có thân cũng phải giả hết, tức không thật, do duyên hợp mà có. Câu hỏi 12 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con đọc huyền ký, thấy các tổ cảm nhận hoặc rơi vào bể tánh thì lời Phật dạy mới đúng. Vậy khi bác trả lời, ai cảm nhận được mới hiểu đúng ý Phật dạy, còn chỉ hiểu bằng cái đầu vật lý thì chưa đúng tuyệt đối, có phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 12 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu phải hiểu các vị tổ đi theo dòng Thiền Tông, tất cả các vị tổ này đều có vị kim thân Phật phân thân theo phụ giúp, hoặc được vị thần Kim Cang trợ giúp thì các vị tổ mới rơi vào thanh tịnh Phật tánh được. Nói cho thật đúng, chỉ có vị tổ nào đặc biệt thì mới có vị kim thân Phật phân thân theo phụ giúp hoặc được vị thần Kim Cang trợ giúp mà thôi. Còn các vị tổ bình thường chỉ hiểu căn bản đạo Phật Thiền Tông mà thôi. Còn ngày nay có nhiều người nói mình tu Thiền Tông cũng được rơi và thanh tịnh là do thập loại thánh giúp họ đó. Câu 13 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Tâm là tim, nhưng sao lại nói tâm không dính mắc vật lý? Tâm thanh tịnh, tâm vô minh, minh tâm kiến tánh, vậy là sao? Con chưa hiểu rõ, mong bác giải đáp giúp con. Con xin chân thành cảm ơn bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 13 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Chữ tâm này, người Trung Quốc gọi trái tim là tâm, nên họ gọi nội tạng của người là 1. Tâm, 2. Can, 3. Tỳ, 4. Phế, 5. Thận. Còn người Việt Nam gọi là 1. Tim, 2. Gan, 3. Tỳ, 4. Phổi, 5. Thận. Bác giải thích tâm sáng có nghĩa là tim sáng cho cháu hiểu. Như quả tim bóp vô nở ra được là do điện từ âm dương. Điện từ âm kéo quả tim bóp vào, điện từ dương kéo quả tim nở ra. Tạo thành là động cơ bóp vào nở ra. Hai làn sóng điện bóp vào và nở ra này tạo thành một cái màn tối mà trong kinh gọi là màn vô minh, tức màn không sáng. Tánh Phật mượn thân và tánh người sống bởi bao phủ màn vô minh này, nên tánh Phật thấy toàn cảnh ở trái đất này, dù là hữu hình hay vô hình đều không thấy rõ, nên biết không đúng sự thật. Vì vậy Đức Phật có dạy chúng sanh mười phần mê muội cả mười, là Đức Phật nói chúng ta ai ai cũng mê muội hết là vậy. Nên Đức Phật lập ra đạo Phật cốt yếu là giúp cho tánh Phật mượn thân người bằng tứ đại biết được thật rõ ràng. Tánh người là dòng điện từ âm dương bóp quả tim lại và kéo quả tim ra. Làm sao cho dòng điện từ âm dương bóp quả tim lại và kéo quả tim ra mà không bị tối, tức không bị vô minh? Nên Đức Phật có dạy công thức tu để phá màn vô minh này bằng câu: các môn đồ hãy tu làm sao cho màn vô minh của quả tim nở bóp sáng ra, thì mới biết tất cả sự thật ở trái đất và các loài vô hình, bằng hai câu: minh tâm kiến tánh Như Lai, thoát vòng nhân quả ra ngoài thế gian. Hai câu này có ý nghĩa như sau: người tu mà có công đức nhiều ở trong Như Lai tàng thì dòng điện từ âm dương bóp quả tim vào, kéo quả tim nở ra thì màn vô minh bị xóa,
Tánh Phật trong Như Lai Tạng thấy được sự thật các loài vô hình, biết được việc làm của các loài này, biết được tánh của con người. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ ràng như vậy, thế mà các thầy tu theo đạo Phật không chịu đem kinh ra áp dụng tu. Bác chỉ là một thiền gia, bác là người ở trong nhà ngồi tĩnh lặng, suy tư nên biết được công thức của Đức Phật dạy, cách làm cho quả tim sáng để tánh Phật thấy và biết thật rõ ràng. Phần này là của một vị thầy tu làm, nhưng các vị thầy tu không làm nên bác phải làm thế cho các vị thầy tu này. Bác chỉ là một soạn giả, bác là người biên soạn và viết lại, xin xuất bản sách để độc giả ai thích mua sách đọc, không có tiền bác tặng. Số tiền này bác đem về chùa, sửa chùa hay xây thêm các phần của chùa. Thế mà mấy ông thầy là tiến sĩ Phật học lại chửi bác với những danh từ rất cao siêu và học thức cao như thiền gia soạn giả nguyện nhân là tên bị bệnh tâm thần hoang tưởng, thiền gia soạn giả nguyên nhân là tên tu theo đạo của ma vương, tà đạo, vân vân. Bác nói cho cháu biết, cháu hỏi bác mới trả lời cho cháu biết, cháu đừng đi học lại cho người khác nghe, họ chửi cháu ráng chịu, đừng đổ thừa cho bác nghe. Vì thế gian có câu, giúp con vật thì con vật trả ơn, giúp nhân không mê tín thì nhân chửi xối xả mình luôn. Câu hỏi 14 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con nghe bác trả lời, khi người âm nghe an vị Phật, huyền ký, thì mình có phước đức hoặc công đức. Là sao con chưa hiểu rõ, trường hợp nào có phước đức, trường hợp nào có công đức? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 14 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu nghe kinh an vị Phật hay quyền ký thì có phước đức và cũng có công đức là như sau. Người xung quanh nghe mà họ vui thì cháu có phước đức. Còn người xung quanh nghe mà họ hiểu thì cháu có công đức ít. Còn người xung quanh nghe mà họ nhập được Phật tri và kiến của họ thì cháu có công đức nhiều. Còn người xung quanh nghe mà họ trở về Phật giới thì cháu có công đức vô lượng đó. Câu hỏi 15 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Có phải khi ông thần thực thi nhân quả thì ông thánh mới có thể nương theo đó mà làm theo nghiệp của mình? Còn nếu ông thần không thực thi thì ông thánh không làm được gì mình, đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 15 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Câu này cháu hỏi không rõ, nhưng bác nương theo câu hỏi của cháu, bác trình bày về các vị thần thánh tiên và thập loại thánh ở cõi âm như sau. Một, thần giám sát việc làm của con người và thực thi nhân quả con người làm ra. Hai, thánh giúp con người sống đúng với tư cách của con người, gọi là thánh thiện. Ba, tiên giúp con người sống đừng có làm chuyện bậy mà bị nhân quả nặng. 4. Cô Hồng xúi con người mê tín để vào địa ngục sống. Câu hỏi 16 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Làm sao mình biết nhân kiếp trước hoặc nhân quả kiếp này vậy bác? Hay tất cả đều là nhân đời trước? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 16 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đức Phật dạy, làm sao mình biết được kiếp trước thì hãy xem đời hiện tại của mình, thì mình biết nhân quả đời trước của mình. Làm sao mình biết được kiếp sau của mình thì mình cũng xem đời hiện tại mình làm gì, thì mình biết nhân quả đời sau. Câu hỏi 17 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bác nói khi tu thiền tông phải gan dạ, nghiệp đến thì trả, vui vẻ không sợ, chết cũng không sợ. Ví dụ, người này sanh ra từ nhỏ đến lớn, luôn sống tốt, luôn giúp người, có hiếu với cha mẹ, thương yêu anh chị em, không phân biệt gì hết, xem tất cả đều như nhau. Nhưng người này lại bị cha mẹ ngược đãi,
anh chị em và bạn bè ganh tị. Vậy người này bị nghiệp gì mà lại bị như vậy? Nhưng người này vẫn vui vẻ, không oán hận và tránh tiếp xúc với những ai ngược đãi hoặc lợi dụng, cũng như xa rời gia đình, cha mẹ, sống một mình, tự làm tự ăn, thực hành theo thiền tông. Vậy, người này làm theo thiền tông, vậy có đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 17 của Nguyễn Thị Thu Thủy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Người này tu thiền tông rất đúng, vì tất cả những gì đến với mình hiện tại là do nghiệp quá khứ đưa lại cho mình. Khi đã hiểu thiền tông rồi, đời này là đời chót, mình sống ở thế gian này. Có nợ gì cũng nên trả hết đi, đừng oán trách ai cả. Thế giới nhân quả luân hồi, muôn đời ngàn kiếp, bỏ rồi mà đi. Về nơi Phật giới cứ đi, đừng buồn, đừng giận, chuyện chi thế trần. Thế giới vật chất dương trần là nơi nhân quả bỏ lần về quê. Quê xưa chốn cũ là quê, niết bàn thanh tịnh là quê vĩnh trường. Vĩnh trường không có đau thương, mà chỉ chân thật vĩnh trường là đây. Phật giới là ở nơi này, không sinh không tử là đây vĩnh hằng. Bác Nhân cảm ơn cháu đã hỏi. Tiếp theo là 34 câu hỏi của Đoàn Trúc Nhân ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh hỏi như sau. Dạ thưa bác, cháu là Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ tại quận 8. Cháu có 34 câu hỏi, mong bác giải đáp giùm cháu. Cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu xin hỏi bác câu hỏi thứ nhất. Dạ thưa bác, ống trung tâm vận hành luân hồi lúc nào cũng đi xuyên qua tâm của mặt trời, có phải như vậy không? Nếu vậy sao mặt trời không bị tan rã thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ nhất của Đoàn Trúc Nhân. Cháu phải hiểu rõ cấu trúc của tam giới thì cháu mới biết tại sao mặt trời không bị tan rã. Bác hướng dẫn cho cháu biết căn bản các phần sau đây của tam giới, cũng gọi là hệ mặt trời. Tam giới hay hệ mặt trời là một cái bầu tròn khổng lồ, đường kính là 10 tỷ km. Trung tâm tam giới hay hệ mặt trời là một viên đá Mão Nhiệt Vương, tổ ong, chứa khí hydro, để lửa cháy phát ra nhiệt độ là 15 triệu độ C, gọi là mặt trời. Tam giới có 4 bầu hoàng đạo và một bầu bảo vệ tam giới. Bác giải thích 5 phần này cho cháu rõ. Bầu hoàng đạo 1 bao xung quanh mặt trời. Bầu này chứa toàn là điện từ âm dương biến thể. Trong bầu tròn này chứa 4 thứ: đất, nước, không khí, lửa. Bầu này có 6 hành tinh có sự sống bằng 4 thứ: đất, nước, không khí, lửa, gọi là tứ đại. 6 hành tinh này là nơi sống của 8 loài, gồm 1. Loài thần, 2. Loài thánh, 3. Loài tiên, 4. Loài người, 5. Loài súc sinh, 6. Loài ngạ quỷ, 7. Loài thực vật, 8. Loài địa ngục. Trong bầu hoàng đạo này có hàng hà sa số các hành tinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm vật tư để ban bệ trời tứ thiên vương sản xuất ra những hành tinh giống như là hành tinh mà chúng ta đang sống. Bầu hoàng đạo 2 bao xung quanh bầu hoàng đạo 1. Bầu này chứa toàn là điện từ âm dương, 5 màu sắc rất đậm nên cường lực hút rất mạnh, gọi là cõi trời dục giới. Loài trời và vạn vật sống ở đây cấu tạo bằng điện từ âm dương, 5 màu sắc rất đậm và mạnh. Bầu này có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương, 5 màu sắc, để cho các loài trời dục giới sinh sống. Trong 11 hành tinh này có một hành tinh
là nơi ở của bốn vị trời tứ thiên vương. Bốn vị này có hai nhiệm vụ. Một là chuyên sản xuất hành tinh tứ đại như trái đất này, mà loài người gọi là ban lập địa. Hai là điều hành tam giới này. Cảnh vật hoàn toàn bằng điện từ âm dương, năm màu sắc rất đậm. Bầu hoàng đạo 3 bao xung quanh bầu hoàng đạo 1 và 2. Bầu này chứa toàn điện từ âm dương 12 màu sắc. Bầu này có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương 12 màu sắc, lung linh và rực rỡ, gọi là cõi trời hữu sắc, nơi loài người hưởng nghiệp phước đức dương, sau khi chết mà có phước đức vô lượng. Trong bầu hoàng đạo 3 này có 6 hành tinh cũng bằng điện từ âm dương 12 màu sắc, nhưng rất thanh tịnh, gọi là lục quốc tịnh độ, hay 6 nước cực lạc, nơi dành riêng cho loài người chuyên tạo nghiệp phước thiện thật nhiều, sau khi chết muốn vãng sanh lên nước trời cực lạc để sống, để hưởng nghiệp phước dương thanh tịnh. Bầu hoàng đạo 4 bao xung quanh bầu hoàng đạo 1, 2 và 3. Bầu này chứa toàn điện từ âm dương không màu sắc. Bầu này có 11 hành tinh có sự sống bằng điện từ âm dương không màu sắc, gọi là cõi trời vô sắc, nơi loài người tạo nghiệp phước đức dương thanh tịnh, muốn sau khi chết vãng sanh lên cõi trời vô sắc này sống, để hưởng nghiệp phước đức dương thanh tịnh. Bầu năm gọi là bầu bảo vệ tam giới, bao xung quanh bầu hoàng đạo 1, 2, 3 và 4. Bầu này có hai lớp điện từ âm dương, hai màu sắc. Một, màu đỏ, bao vòng ngoài, gọi là vòng bảo vệ tam giới, không cho các tam giới khác va chạm với tam giới này. Hai, màu xanh, bao vòng trong, gọi là vòng nén tam giới, không cho các hành tinh trong tam giới văng ra ngoài tam giới. Mà tam giới này được ban bệ trời tứ thiên vương điều khiển, quay theo tám phương bốn hướng. Trung tâm tam giới không quay, gọi là trung tâm vận hành luân hồi. Đầu trung tâm vận hành luân hồi hút vô, gọi là đầu hải triều âm. Vì sao vậy? Vì đầu hút vô là do điện từ âm dương hút, nên phát ra tiếng kêu rất lớn hơn sóng biển, gọi là hải triều âm. Trung tâm vận hành luân hồi này, nó đi xuyên qua mặt trời, thì làm sao mặt trời bể được? Cháu phải hiểu nguyên lý sức hút vật lý âm dương như sau. Sức hút vật lý có hai chiều. Một, chiều hút vào, để vật chất dính cứng lại, gọi là lực hút âm. Hai, chiều đẩy ra, để vật chất xung quanh không va chạm nhau, gọi là lực đẩy dương. Hễ vật chất quay thì phải có trung tâm không quay. Chính chỗ không quay này của tam giới là đường đi vào tam giới của kim thân Phật và tánh Phật. Còn đi ra ngoài tam giới của kim thân Phật và tánh Phật thì phải đi ra ngoài tam giới bằng con đường hải triều dương, không qua mặt trời mà phải né mặt trời. Bác cũng cho cháu biết hai phần quan trọng của kim thân Phật. Một là kim thân Phật đưa các tánh Phật vào trái đất, xin vị thần chủ trái đất xin cho các tánh Phật vào gia đình làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức. Hai là kim thân Phật vào tầng bình lưu của trái đất ngự, phân thân vào trái đất dự lễ, ước các tánh Phật nào có công đức vô lượng trở về Phật giới, hay ở tầng bình lưu làm hoa tiêu, rước tánh Phật có công đức vừa hay ít trở về Phật giới. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ hai:
Dạ thưa bác, cháu muốn chứng minh nhân quả ở trái đất này, thì cháu phải lấy những ví dụ nào để chứng minh, thuyết phục được người hỏi thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ hai của đoàn trúc nhân. Cháu muốn chứng minh nhân quả ở trái đất này để thuyết phục cho người hỏi, thì cháu chỉ cần đưa ra các ví dụ như sau. Một, thế giới này gọi là thế giới cuốn hút vật lý của điện từ âm dương, sanh ra nhân quả. Nhân đói, quả phải ăn. Nhân mệt, quả phải ngủ. Nhân kháng nước, quả phải uống nước, vân vân. Không loài nào sống ngoài quy luật này được. Hai, thế giới này nhân muốn ăn trái cây gì thì phải trồng cây đó, quả là được ăn trái đó. Ba, luật pháp của loài người, nhân cướp giật của người khác, quả là ở tù. Nhân giết người, quả là đền mạng, vân vân. Đây là định luật nhân quả bất chi bất dịch của trái đất này, không bàn tay quyền năng nào suy chuyển khác được. Đừng có tin việc gì ngoài nhân quả này, nhất là cầu xin người này lại lục người kia, làm chi cho mất công, tốn tiền vô ích, để rồi mang tiếng là người ngu khờ. Đoàn trúc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ ba. Dạ thưa bác, người tu thiền tông thường bị thế lực âm quấy phá, vậy mình cần làm gì để đối trị hoặc né tránh không bị vướng vào bẫy của thế lực âm này thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ ba của đoàn trúc nhân. Ở thế gian này, người tu thiền tông mà bị thế lực âm quấy phá là có hai nguyên do. Một là người tu thiền tông quá nhát. Hai là người tu thiền tông quá tưởng tượng. Phần này không đối trị hoặc không né tránh gì cả, mà làm hai việc như sau. Một, người âm hù mình bảo hù chưa đúng đô, cứ hù mạnh thêm nữa đi, thì người âm tự bỏ đi, không hù nữa. Hai, hoặc không nói gì cả, mở máy an vị Phật và kinh sám hối thiền tông, thì người âm không lại gần mình được. Nhớ là không khởi niệm gì cả, cứ lo làm ăn, không tưởng tượng bất cứ chuyện gì. Nhất là nhờ mấy ông thầy bùa vào nhà yếm, cô hồn nhỏ mình sợ, đưa cô hồn lớn vào nhà mình thì rất nguy hiểm. Đoàn trúc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ tư. Dạ thưa bác, khi mà các vị tổ rơi vào bể tánh thanh tịnh thì thời gian đó với thời gian ở ngoài có giống nhau không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ tư của đoàn trúc nhân. Phần này tùy theo của mỗi vị tổ, chứ không ai giống ai. Đoàn trúc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ năm. Dạ, con có nghe nói có bậc cao nhân nào đó tu đạo nào ở trên núi có tuổi thọ đến 1.500 tuổi. Theo bác thì có khả năng này không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ năm của đoàn trúc nhân. Đây là chuyện người ta thổi phồng lên để thu hút đạo vậy thôi. Chứ thế giới nhân quả thành trụ hoại diệt này thì làm gì có chuyện sống cả ngàn tuổi. Đoàn trúc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ sáu. Trái đất được xây dựng theo một trình tự nhất định, vậy cứ mỗi 10.000 năm thì pháp môn thiền tông vẫn được công bố ở Việt Nam, có phải không bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ sáu của đoàn trúc nhân. Đúng vậy, đây là lập trình của ban bệ trời tứ thiên vương. Cứ mỗi 10.000 năm thì pháp môn thiền tông vẫn được công bố ở nước Việt Nam. Đoàn trúc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ bảy. Khi con người rời bỏ thân tứ đại thì nhớ lại tiền kiếp, vậy khi chuẩn bị vào kiếp khác thì họ cũng biết trước là mình sắp phải sống hoàn cảnh nào mà không hề sợ sệt, phải không bác?
Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 7 của đoàn túc nhân. Khi con người rời bỏ thân tứ đại, mang trung ấm thân, thì chỉ nhớ kiếp này thôi, chứ các kiếp trước không nhớ được. Trừ khi nào người này mở được Phật nhãn của mình, thì mới nhớ tiền kiếp được. Khi đi vào kiếp sau, thì phải theo nhân quả của mình như sau. Một, trở về Phật giới mà có công đức vô lượng, thì được ban nghi lễ thần thánh tiên tổ chức buổi lễ tiễn mình trở về Phật giới, có sự chứng kiến của vị kim thân Phật từ Phật giới vào tầng bình lưu trái đất, phân thân vào buổi lễ rước mình ra tầng bình lưu trái đất trở về Phật giới. Hai, trở về Phật giới mà có công đức vừa hay ít, thì được ban nghi lễ thần thánh tiên chỉ hướng dẫn mình trở về Phật giới theo hoa tiêu của vị kim thân Phật từ Phật giới vào tầng bình lưu trái đất, ngự ở đây làm hoa tiêu rước mình trở về Phật giới. Ba, có nghiệp hưởng phước ở các cõi trời nào thì ban bệ thần thánh tiên thực thi nhân quả. 4. Có nghiệp ở họ tộc thì ban bệ thần thánh tiên bàn giao mình cho họ tộc. Khi vào họ tộc rồi, tùy theo họ tộc sắp xếp tái sanh hay ở họ tộc làm hương hồn. 5. Có nghiệp làm hoa báo thì ban bệ thần thánh tiên thực thi nhân quả làm hoa báo. 6. Có nghiệp xuống địa ngục thì ban bệ thần thánh tiên thực thi nhân quả cho xuống địa ngục. 7. Có nghiệp vào hầm lửa lớn thì ban bệ thần thánh tiên thực thi nhân quả vào hầm lửa lớn. 8. Không muốn trả nghiệp hay hưởng nghiệp thì ban bệ thần thánh tiên giao cho thập loại cô hồn quản lý. Khi người chết đã mang thân trung ấm rồi, không ý kiến gì cả, mà phải tuân theo quy định của ban bệ thần thánh tiên. Đoàn túc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 8. Dạ thưa bác, con có nghe câu khổ tận cam lai, vậy ý nghĩa 4 chữ này nói lên điều gì thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 8 của đoàn túc nhân. Câu khổ tận cam lai là khổ cùng cực, có hai nơi. Một là ở địa ngục, hai là ở quả ngục, cũng gọi là hầm lửa lớn, hai hầm 10 tỷ. Đoàn túc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 9. Dạ thưa bác, mỗi 10.000 năm mới có một lần kỷ băng hà, hay là do sự kiện nào đó lâu lâu mới có thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 9 của đoàn túc nhân. Đức Phật dạy, cứ mỗi 10.000 năm thì trái đất này bị đóng băng như sông băng vậy. Vì sao? Vì chiến tranh hủy diệt nên hệ thống ổn áp của trái đất bị hỏng, không còn hoạt động bình thường, nên độ lạnh gia tăng. Nước ở các sông, biển bị đóng băng nên gọi là băng hà. Đoàn trúc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 10. Dạ thưa bác, lúc tánh Phật vượt hải triều dương thì vận tốc nhanh hay chậm tùy thuộc vào số công đức lúc đó, có phải vậy không thưa bác? Tiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 10 của đoàn trúc nhân. Khi tánh Phật mang công đức vào trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi, thì phải theo vận tốc của trung tâm này bằng vận tốc của điện từ quang là 1.200.000 km trên một giây để trở về Phật giới. Đoàn trúc nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 11. Dạ thưa bác, con người có 5 thứ tánh. Vậy tánh thánh với tánh cô hồn là công cụ tự có trong mỗi người, chứ không phải do tánh thánh hay cô hồn khác dựa vào phải không bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 11 của đoàn trúc nhân. Cháu muốn hiểu tánh con người có 5 thứ, thì cháu phải hiểu tổ chức trái đất trước. Sao cháu mới tìm hiểu tánh con người thì mới đúng được. Bác hướng dẫn cháu tìm hiểu về trái đất.
Trái đất có tồn tại thì phải có đủ 5 phần. 1. Đất. 2. Nước. 3. Không khí. 4. Lửa. 5. Điện từ âm dương. 5 thứ này hợp lại gọi là duyên hợp thành chuyển động. Chuyển động và quay là do điện từ âm dương cuốn hút đất, nước, không khí, lửa thành hình trái đất. Gọi là sức hút vật lý của điện từ âm dương. Để kéo trái đất theo 8 phương 4 hướng thì trái đất mới tròn được. Khi trái đất chuyển động tự phát ra quy luật vật lý là thành trụ ngoại diệt. Thành trụ ngoại diệt này phát ra nhân quả và luân hồi. Vì vậy loài người và vạn vật sống trên trái đất này phải sống theo chu kỳ thành trụ ngoại diệt. Không người nào hay vạn vật nào thoát ra ngoài quy luật này được. Bác hướng dẫn cháu, tại sao con người có 5 thứ tánh? Con người đầu tiên có là theo nhu cầu của tánh Phật, từ Phật giới vào trái đất. Nhờ kim thân Phật, xin vị thần chủ trái đất và thần mẫu, cũng gọi là địa mẫu, cho tánh Phật vào gia đình, mượn thân và tánh người tạo công đức. Vị thần chủ trái đất và thần mẫu chấp nhận, có sự đồng ý của thánh chủ trái đất và thánh mẫu, tiên chủ trái đất và tiên mẫu. Vì vậy, khi thân người được sinh ra, có tánh người gồm 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác và kiến chấp. Căn bản con người có 2 thứ tánh là tánh Phật và tánh người. Vì thánh chủ trái đất và thánh mẫu cùng tiên chủ trái đất và tiên mẫu chấp thuận cho tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức, nên 6 vị này phải đề cử. 1. Thần chủ trái đất và thần mẫu phải đề cử thần thừa hành theo quản lý tánh Phật khi mượn thân và tánh người. Nếu tạo được công đức vô lượng thì tổ chức lễ tiễn tánh Phật, đem khối công đức trở về Phật giới, có sự chứng kiến của kim thân Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất, rước tánh Phật và khối công đức ra tầng bình lưu chờ ngài trở về Phật giới. Nếu công đức trung bình và ít thì hướng dẫn theo hoa tiêu của vị Phật từ Phật giới vào tầng bình lưu trái đất làm hoa tiêu rước về. Còn nếu tánh Phật mà mượn thân và tánh người tạo nghiệp gì thì thực thi nhân quả đó. 2. Thánh chủ trái đất và thánh mẫu phải đề cử thánh thừa hành theo giúp đỡ tánh Phật mang thân và tánh người sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, để chờ đến ngày bị Phật cho công bố công thức tạo công đức, đến học để có công đức mang trở về Phật giới. 3. Tiên chủ trái đất và tiên mẫu phải đề cử tiên thừa hành theo giúp đỡ tánh Phật mang thân và tánh người sống an vui và nhàn hạ, cũng để chờ đến ngày vị Phật cho công bố công thức tạo công đức, đến học để có công đức mang trở về Phật giới. Như vậy mỗi người có tất cả là 5 thứ tánh là vậy. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 12. Dạ thưa bác, không gian trong vũ trụ có thể bẻ cong được không thưa bác? Ai có thể bẻ cong được không gian thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 12 của Đoàn Trúc Nhân. Không gian trong vũ trụ nó nằm trong bầu tròn, còn đường đi của tiếng nói là vang trùng khắp. Chứ làm gì có chuyện bẻ cong không gian? Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 13. Dạ thưa bác, thời gian ở thế giới này có thể quay ngược lại được không? Ai có thể quay ngược thời gian lại được thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 13 của Đoàn Trúc Nhân. Thời gian ở thế giới này có là do trái đất quay,
nên mới có thời gian. Tu thiền tông phải hiểu bằng khoa học, đừng tưởng tượng. Người nào quay ngược được trái đất mà nói quay ngược được thời gian? Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 14. Dạ thưa bác, ở trong tam giới này, tối là do có dòng điện từ âm dương cuốn hút quay liên tục nên thấy tối. Còn ở ngoài Phật giới không có điện từ âm dương nên sẽ thấy sáng như ban ngày, có phải không thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 14 của Đoàn Trúc Nhân. Ở trái đất và tam giới có sáng và tối theo quy luật âm dương. Ở trái đất và tam giới, nơi nào có ánh sáng mặt trời chiếu là dương. Ở trái đất và tam giới, nơi nào không có ánh sáng mặt trời chiếu là âm. Còn ở Phật giới toàn là điện từ quang, không có tối mà chỉ có sáng bằng màu vàng trùm khắp. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 15. Dạ thưa bác, người mà bị thánh dựa vào rồi quấy phá thiền tông thì người đó bị nhân quả vào hầm lửa lớn. Như vậy người đó có bị oan không? Khi người đó không có ý quậy phá mà do thánh điều khiển ạ. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 15 của Đoàn Trúc Nhân. Không oan. Vì sao? Vì là đệ tử thánh nên thánh mới sai mình quậy phá như vậy. Mình không phải là đệ tử của thánh thì làm sao thánh sai bảo mình làm được? Đầu đuôi cũng do mình làm. Mình làm thì mình chịu, chứ có trách ai. Gia đình tổ quốc không lo, cứ lo cho thánh thì thánh bảo vào lò cũng phải nghe. Quả ngục ấm áp đó nghe, cứ ở trong đó mà nghe thánh làm. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 16. Dạ thưa bác, con số 142857 nhân 1 thì ra 142857, nhân 2 thì ra 285714, nhân 3 thì ra 428571, nhân 4 thì ra 571428, nhân 5 thì ra 714285, nhân 6 thì ra 857142, còn nếu nhân 7 thì ra 999999. Con số này được tìm thấy trong kim tự tháp Ai Cập. Vậy cho cháu hỏi, con số này có điều gì bí ẩn với thiền tông không ạ? À? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 16 của Đoàn Trúc Nhân. Tất cả con số nơi các đền là do thánh lập. Còn trong đạo Phật chỉ có con số 49 mà thôi. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 17. Dạ, có phải đời này mình nghèo hay giàu, xấu hay đẹp, hay tất cả mọi việc trong cuộc sống của mỗi người đều được sắp đặt sẵn? Cho dù cố gắng đến đâu thì cũng do thần quản lý nghiệp khiến mình làm để có được. Vậy bác cho cháu hỏi, làm sao để biết việc làm nào đó là do trả nghiệp hay tạo nghiệp thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 17 của Đoàn Trúc Nhân. Đời này mình giàu hay nghèo, xấu hay đẹp là do tổng nghiệp nhiều đời trước của mình tạo ra, chứ không ai sắp đặt. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 18. Dạ, người tu thiền tông chân chánh được trở về Phật giới, vậy cửu huyền thất tổ của vị này có được lợi ích gì không thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 18 của Đoàn Trúc Nhân. Người tu thiền tông chân chánh được trở về Phật giới, cửu huyền thất tổ không có lợi ích gì. Nếu cửu huyền thất tổ noi theo đây thì tốt, còn không noi theo thì thôi. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 19. Dạ, muốn có tần số giống như của Phật là phải làm những việc như của Phật. Thường xuyên như vậy, dần dần tần số của mình sẽ chuyển thành tần số của Phật. Cháu hiểu như vậy có đúng không thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 19 của Đoàn Trúc Nhân. Muốn có tần số giống như chư Phật thì phải có nhiệm vụ giống như Phật thì mới có được. Còn chúng ta chỉ có tần số công đức mà thôi.
Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 20. Dạ thưa bác, 10 thời kỳ Đức Phật thì mới có 2 hoặc 3 thời kỳ là công bố ra được giáo lý. Nguyên do nào mà tỷ lệ công bố được giáo lý lại thấp như vậy thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 20 của Đoàn Trúc Nhân. Phần này có 3 yếu tố. 1. Là trong đạo Phật tuyệt đối không có thầy cúng, thầy bùa, thầy phép. 2. Là quốc gia đó phải ổn định. 3. Là người thừa hành phải khôn khéo thì mới cho công bố ra được. 3 yếu tố trên, thiếu một thì cũng không cho công bố ra được. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 21. Dạ, đạo nào cũng dễ thành lập ở trái đất này, duy chỉ có đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam là khó ra đời. Như vậy là có nguyên nhân sâu xa gì không thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 21 của Đoàn Trúc Nhân. Đạo nào cũng dễ thành lập ở trái đất này, duy chỉ có đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam là khó ra đời, là có nguyên do như sau. Tất cả các đạo ở trái đất này lập ra đều là do các vị sau đây thành lập, gồm 1. Đạo thần, thánh, tiên là do thánh chủ trái đất lập ra, vì là chủ trái đất này nên không ai ngăn cản. 2. Đạo trời là do Chúa Trời lập, được các vị thần thánh tiên mời thành lập. 3. Đạo hiển linh là do thập loại thánh lập, có ai dám ngăn cản. Còn đạo Phật là do ông nước khác đến lập, nên rất khó là vậy. Hơn nữa, ông ngoại quốc này lập đạo, phá vỡ cả hệ thống tín ngưỡng của người ta, thì làm sao ai cho lập được? Ngoại trừ phải làm theo các vị ở trái đất này thì đạo Phật mới tồn tại được. Đã vậy mà đạo Phật còn kéo người ra khỏi trái đất và tam giới này nữa, thì thử hỏi ai cho lập ra đạo Phật? Nên rất khó là vậy. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 22. Dạ thưa bác, có phải kiến trúc sư Ai Cập thời xưa đã lấy được nền văn minh không gian nên mới có công thức xây dựng kim tự tháp phải không bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 22 của Đoàn Trúc Nhân. Kiến thức của người Ai Cập không phải lấy kiến thức từ nền văn minh không gian, mà là kiến thức của vị trưởng thập loại thánh ở trái đất này. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 23. Dạ thưa bác, trống đồng Đông Sơn của Việt Nam được tìm thấy là của thời Đức Phật trước, dựa theo bản đồ tam giới. Vậy trước khi thời kỳ này bị hủy diệt, cũng sẽ có người làm trống đồng duy trì đến 10.000 năm sau phải không thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 23 của Đoàn Trúc Nhân. Đúng vậy, đây là quy luật bất di bất dịch, muôn đời thủy kiếp không đổi thay. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 24. Dạ, câu chuyện niêm hoa vi tiếu, khi hoa sen nở trên tay của Đức Phật, có phải là do tổ Mahakajip thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của Ngài không? Và Ngài đã sử dụng điện từ quang làm cho hoa sen nở ra phải không thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 24 của Đoàn Trúc Nhân. Câu chuyện niêm hoa vi tiếu, khi người nào thấy bằng Phật nhãn, tức thấy bằng làn sóng điện từ quang, thì hoa sen tự động nở ra. Còn thấy bằng điện từ âm dương của mắt phàm phu, thì hoa sen không nở ra. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 25. Dạ, bơm nguyên tử hay bơm quang tử cũng không làm ảnh hưởng đến trung ấm thân, còn lửa tam muội có thể thiêu đốt trung ấm thân, vậy lửa tam muội có gì đặc biệt thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 25 của Đoàn Trúc Nhân. Bơm nguyên tử hay bơm quang tử không làm ảnh hưởng được đến trung ấm thân, còn lửa tam muội cũng không thể thiêu đốt trung ấm thân được, nhưng nó làm ảnh hưởng đến trung ấm thân. Khi
Khi tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức, di chuyển vào trung tâm vận hành luân hồi. Còn khi tánh Phật mang công đức trở về Phật giới, thì cũng phải nhờ trái đất che ánh sáng mặt trời, để đường về Phật giới của tánh Phật được dễ dàng. Đoàn Túc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 26. Dạ thưa bác, tánh người thì có 16 thứ, còn tánh các loại khác như tánh của thần, thánh, tiên, trời, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, thực vật thì có mấy thứ tánh thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 26 của Đoàn Túc Nhân. Tánh người thì có 16 thứ. Khi trung ấm thân của tánh người ẩn vào các loại tánh khác, thì trung ấm thân của tánh người theo nghiệp tự chui vào các tánh mà tánh người tạo nhân quả. Như vào loài trời thì hoạt động theo tánh trời, vào loài thần thì hoạt động theo tánh thần, vào loài thánh thì hoạt động theo tánh thánh, vào loài tiên thì hoạt động theo tánh tiên, vào loài thú nào thì hoạt động theo tánh loài thú đó, vào loài địa ngục thì hoạt động theo tánh ngục, vân vân. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 27. Thưa bác, tam giới cũng theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt. Vậy tuổi thọ của tam giới là bao nhiêu năm tính theo trái đất này thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 27 của Đoàn Trúc Nhân. Tam giới là vĩnh cửu, không theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt như trái đất. Chỉ có tứ đại mới có tuổi thọ và thay đổi. Còn điện từ âm dương không thay đổi mà vĩnh cửu. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 28. Dạ, nhiệm vụ của thiền tông sư là giúp cho người khác kiến bằng tánh Phật thanh tịnh. Vậy mình dùng phương tiện nào hay hình thức nào để giúp ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 28 của Đoàn Trúc Nhân. Nhiệm vụ của thiền tông sư là chỉ giúp cho người khác hiểu được pháp môn thiền tông học này mà thôi, chứ không giúp cho người khác kiến bằng tánh Phật thanh tịnh của họ được. Người nào muốn kiến bằng tánh Phật của chính mình, thì người này phải tạo được công đức vô lượng, lưu trong Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tự sáng, phá vô minh của điện từ âm dương, thì tự nhiên tánh Phật của mình thấy rất rõ những gì có ở trái đất này, dù hữu hình hay vô hình. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 29. Dạ thưa bác, nhiệm vụ của thánh chủ trái đất và thánh mẫu là lập ra ba đạo thần, thánh, tiên và đại hải thanh tịnh. Vậy cho cháu hỏi, đạo đại hải thanh tịnh là tu gì và đại hải thanh tịnh là nơi nào thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 29 của Đoàn Trúc Nhân. Nhiệm vụ của thánh chủ trái đất và thánh mẫu là lập ra ba đạo thần, thánh, tiên và đại hải thanh tịnh. Muốn vào đại hải thanh tịnh là nơi vui chơi hưởng phước thì tu như sau. Một, làm phước thiện cho thật nhiều. Hai, khi làm phước thiện, gương mặt mình phải vui tươi, hòa nhã. Ba, lòng ham muốn sau khi chết vào nước Bồng Lai Tiên Cảnh và đại hải thanh tịnh sống. 4. Nước Bồng Lai Tiên Cảnh và đại hải thanh tịnh nằm ở phía bắc núi Hy Mã Lạp Sơn. Những nơi có núi, non, sông, hồ đẹp gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh và đại hải thanh tịnh. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 30. Dạ thưa bác, trái đất này là do ban bệ trời Tứ Thiên Vương tạo ra và phân công cho ban bệ thần thánh tiên quản lý trái đất này. Vậy Phật Thích Ca muốn vào đây thành lập đạo Phật thì có thỏa thuận gì với thần hoặc thánh chủ trái đất này không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 30 của Đoàn Trúc Nhân. Câu hỏi này cháu hỏi sai, nhưng câu hỏi này tuyệt mật, không trả lời cho cháu biết được. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam xuất bản ra, bác mới được quyền trả lời cho cháu câu hỏi này. Cháu thông cảm cho bác.
Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 31. Nếu như thỏa thuận giữa ban bệ thần thánh tiên với Phật Thích Ca không thống nhất thì sẽ xảy ra chuyện gì ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 31 của Đoàn Trúc Nhân. Giữa Đức Phật và ban bệ thần thánh tiên không có thỏa thuận gì cả, cũng không có chuyện gì xảy ra. Câu hỏi này cũng tuyệt mật, không trả lời cho cháu biết được. Khi nào quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam xuất bản ra, bác mới được quyền trả lời cho cháu câu hỏi này. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 32. Dạ thưa bác, mỗi thời kỳ lập ra Đạo Phật của một vị Phật thì số lượng người trở về Phật giới là bao nhiêu phần trăm, và số lượng người tu phải đi những nơi khác như là hoa báo, địa ngục hay vào hầm lửa lớn là bao nhiêu phần trăm ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 32 của Đoàn Túc Nhân. Phần này bác không thể nói chính xác được. Đoàn Túc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 33. Dạ thưa bác, nếu giáo lý được xuất bản ra, các vị tu theo Đạo Phật trước đó đã khinh chê hay chửi pháp môn Thiền Tông, nay họ sợ vào hầm lửa lớn mà quay đầu sám hối, thì tỷ lệ thành công của họ là bao nhiêu phần trăm ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 33 của Đoàn Trúc Nhân. Phần này bác không thể nói chính xác được. Đoàn Trúc Nhân hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân câu thứ 34. Dạ thưa bác, sau khi huyền ký được công bố ra, các vị tu theo Đạo Phật chân chánh, họ dần hiểu ra đâu là chánh pháp, đâu là tà đạo. Nhưng nguyên do nào mà họ vẫn làm thinh, không dám đứng ra nói sự thật, mà chỉ có những ông ham danh, mê lợi đứng ra chửi pháp môn giải thoát này thôi vậy thưa bác? Cháu đã hỏi xong, cảm ơn bác giải đáp giúp cháu ạ. Chúc bác nhiều sức khỏe. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu hỏi thứ 34 của Đoàn Trúc Nhân. Người nào tu theo Đạo Phật chân chính, tự tham gia nối tiếp và loan truyền pháp môn Thiền Tông học này đi. Còn người tu mà lợi dụng Đạo Phật để kiếm tiền, kiếm danh thì có hai dạng người. Một, người bị mất quyền lợi quá nhiều thì họ chửi Thiền Tông tối đa. Hai, người bị mất quyền lợi ít thì họ chỉ âm thầm chửi Thiền Tông thôi. Bác Nhân, cảm ơn cháu đã hỏi. Phần sau cùng của buổi giải đáp về Đạo Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam hôm nay sẽ là phần đặt câu hỏi của Nguyễn Thị Thiêu, cư ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa bác, con là Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ tại 168 Phan Văn Trị, phường 5 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, con có 38 câu hỏi kính gửi tới bác. Con mong được bác giải đáp cho con được rõ thông. Con xin cảm ơn bác và kính chúc sức khỏe bác ạ. Sau đây là 38 câu hỏi của con. Câu hỏi 1 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ tại 168 Phan Văn Trị, phường 5 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, bác trả lời ở trái đất này có ngũ thú tạp cư khác. Nay, bác lại trả lời ở trái đất này có ngũ thú tạp cư khác. Sao có chuyện sai biệt này, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngũ thú tạp cư mà bác nói có sai biệt là nói cho hai dạng người tu theo Đạo Phật. Dạng 1, dành cho người tu theo Đạo Phật có chứng có đắc ở trái đất và tam giới này. Dạng 2, dành cho người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. Bác giải thích dạng 1, cho dạng người tu theo Đạo Phật có chứng có đắc ở trái đất và tam giới này gồm có: 1. Loài thần. 2.
loài người, 3. Loài ngạ quỷ, 4. Loài súc sinh, 5. Loài địa ngục, nhưng không giải thích nhiệm vụ của 5 loài này. Bắt giải thích dạng 2. Cho dạng người tu theo đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam thì ngũ thú tạp cư như sau. 1. Loài thần có 3 loài, gồm thần, thánh, tiên, tính là 1. 2. Loài người có 4 màu da, đen, vàng, đỏ, trắng, tính là 1. 3. Loài ngạ quỷ có ngạ quỷ chúa thế giới và thập loại thánh, tính là 1. 4. Loài súc sinh có vô số loài, tính là 1. 5. Loài địa ngục có 18 loài, tính là 1. Bác giải thích nhiệm vụ của 5 loài này như sau. 1. Là loài thần có các nhiệm vụ: cho phép tánh Phật vào trái đất, vào gia đình, mượn thân và tánh người tạo công đức, mang trở về Phật giới. Thực thi nhân quả tánh Phật nào mượn thân và tánh người tạo nghiệp, lập ra ban nghi lễ thần. 2. Là loài thánh có các nhiệm vụ: lập ra ba đạo thần thánh tiên, quản lý ba đạo thần thánh tiên, phụ giúp ban nghi lễ thần, phụ giúp tánh người sống trong nhân nghĩa lễ trí tính. 3. Là loài tiên có các nhiệm vụ: lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh, quản lý nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh, phụ giúp ban nghi lễ thần, phụ giúp tánh người sống nhàn hạ để họ không tạo nghiệp đi luân hồi. 4. Là loài người có các nhiệm vụ: lập ra quốc gia riêng, quản lý quốc gia, lo cho gia đình, lo cho tổ quốc. 5. Là loài ngạ quỷ có các nhiệm vụ: đổi danh là thánh, lập ra đạo hiển linh, quản lý đạo hiển linh. Vậy bác cho con được hỏi 5 ý trong câu hỏi 1 này ạ. Ý 1, trong trường hợp tu còn luân hồi thì loài thần gồm có loài thánh và loài tiên. Vậy thần thực thi nhân quả trong trường hợp tu còn luân hồi là ai ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý 1. Loài người tạo nghiệp luân hồi thì do ban thần thực thi nhân quả, đi nơi nào mà loài người tạo nghiệp. Ý 2, trong trường hợp tu còn luân hồi thì ngũ thú tạp cư có sự xuất hiện của súc sanh và địa ngục là lý do tại sao ạ? Nguyên tắc, người bị luân hồi đi đâu thì trung ấm thân của người này sẽ hiện ra loài đó, để ban thần thực thi nhân quả vào loài đó. Ý 3, trong trường hợp tu đạo giác ngộ giải thoát không thấy loài súc sanh và địa ngục là lý do tại sao ạ? Người tu theo đạo giác ngộ giải thoát không thấy loài súc sinh và địa ngục là có nguyên do như sau. Súc sinh không hiện hình được nên không thấy. Loài địa ngục thì dưới lòng đất 18 tầng, có vị thần canh giữ cửa địa ngục, thì làm sao loài địa ngục lên mặt đất được mà thấy. Ý 4, thập loại thánh chuyên giúp tánh người sống hiền lành, sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, giúp tánh người làm theo tánh Phật, gồm những loại nào và nhiệm vụ từng loại ra sao ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý 4. Cháu phải biết, tánh người ban đầu không mang nghiệp gì cả, nên không biết gì. Người đầu tiên được sinh ra phải nhờ ban thánh giúp sống theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Không có ban thánh giúp tánh người, thì tánh người phải làm theo tánh của hồn, thì làm đủ thứ chuyện dính vào nhân quả ở trái đất này. Người đầu tiên sinh ra
phải nhờ ban tiên giúp sống nhàn hạ, khuyên không tu, nếu tu là bị nhân quả. Đợi khi pháp môn giải thoát của Đức Phật dạy cho công bố ra, đến học tạo công đức mang trở về Phật giới. Ý năm, loài ngạ quỷ hay xúi con người làm bậy có thập loại, bao gồm những loại nào và nhiệm vụ từng loại ra sao ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý năm. Loài ngạ quỷ hay xúi con người làm bậy là thập loại thánh lang thang xúi mình. Trong thập loại thánh lang thang này, mình cầu gì, hợp với thánh lang thang nào thì thánh lang thang đó giúp. Câu hỏi 2 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, tánh tiên do nhàn hạ nên bị ngạ quỷ cướp lấy, nhưng vẫn giành lại được. Vậy tại sao không có cả tánh tiên trong sơ đồ tánh con người mà lại dẹp tánh tiên đi ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cháu phải biết tánh người đầu tiên chỉ tổ chức như sau. Một, tánh người không biết gì nhưng có 16 thứ, ai sai bảo gì làm nấy. Hai, tánh Phật thanh tịnh, thấy nghe nói biết, ai dụ ngon ngọt thì làm. Tánh thánh giúp tánh người sống trong nhân nghĩa lễ trí tính, gọi là thánh thiện. Tánh tiên giúp tánh người sống trong nhàn hạ, không hơn thua. Tánh thần quản lý, thực thi nhân quả. Tánh người làm gì thì thực thi nhân quả việc làm đó. Tánh ngạ quỷ đứng ngoài thừa cơ hội dụ tánh Phật làm này làm kia, tu này tu nọ. Tánh Phật thấy phải nên làm theo, bị nhân quả. Tánh người là công cụ, ai bảo gì làm nấy. Vì vậy tánh Phật điều khiển tánh người lâu ngày hoàn toàn làm theo tánh ngạ quỷ. Vì thế mà đến đời mạt pháp, năm pháp môn tu của đạo Phật có thành tựu theo công thức nhân quả không còn nữa, mà đạo thật biến thành là đạo cúng, đạo lại, đạo cầu sinh, vân vân, không còn là đạo Phật nữa. Ai cũng biết đạo Phật có tinh hoa, thế mà không đem tinh hoa ra sử dụng. Câu hỏi 3 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, con người có cái sợ, vậy tại sao không thấy cái sợ trong 16 thứ tánh của tánh người ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cái sợ của con người có là vì con người tưởng nên phát ra cái sợ. Câu hỏi 4 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, các vị thánh, tiên trong ban thần, thánh, tiên khi sống phải làm những gì để khi chết mới đủ tiêu chuẩn vào làm trong ban này? Và khi chết, hai loài này có phải nhập thai mẹ để sinh ra thánh con, tiên con giống như loài thần không ạ? Tuổi thọ của các vị thánh tiên này ra sao ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người ở trái đất này muốn làm thần thánh tiên thì phải tu phước. Khi làm phước muốn sau khi chết được làm thần thánh tiên thì phước nhiều nhất là sống đủ 500 năm. Phước ít hơn thì sống bằng số phước của mình tạo ra thôi. Khi vào loài thần thánh tiên, người nào có phước đức nhiều hơn 500 năm, nếu muốn vào làm việc cho ban thần thánh tiên thì được tuyển chọn vào làm việc ngoài, không trở lại làm người. Việc làm việc cho ban thần thánh tiên là tạo công đức. Khi có công đức nhiều rồi, muốn trở về Phật giới
Khi có vị kim thân Phật nào vào trái đất làm việc gì đó, thì vị kim thân Phật này dẫn ra tầng bình lưu trái đất, dẫn trở về Phật giới. Câu hỏi 5 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thánh chủ trái đất trong ban thần, thánh tiên và thánh chúa, hay cô hồn chúa thế giới, có phải là một không thưa bác? Nếu là một, theo con được biết, thánh chúa thế giới hay cô hồn chúa là loài ngạ quỷ nhưng đẳng cấp cao, thì làm thánh chúa thế giới, thánh chủ quốc gia, thánh chủ vùng, còn đẳng cấp thấp thì làm thập loại cô hồn, chuyên xúi người làm bậy, loài ngạ quỷ khi làm người, mang nghiệp giành giật, cướp bóc, thì khi chết, bị đọa làm ngạ quỷ. Vậy tại sao đẳng cấp cao lại được làm thánh chủ trong ban thần thánh tiên, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 5 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị thánh chủ trái đất là nằm trong ban quản lý trái đất do các vị sau đây tuyển chọn trong một buổi lễ gọi là tạo thiên, gồm 1. 4 vị chúa trời tứ thiên vương, 2. 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất, 3. 6 vị Phật từ 6 nước trời cực lạc xuống trái đất, 4. 32 vị chúa trời tam giới xuống trái đất. Tuyển chọn ra ban quản lý trái đất gồm có 1. Ban thần quản lý trái đất, 2. Ban thánh quản lý trái đất, 3. Ban tiên quản lý trái đất. Ở trái đất này có loài ngạ quỷ sống không tuân theo luật nhân quả, nên muốn tự xưng gì là xưng, muốn làm gì thì làm, muốn lập ra gì cũng được. Vì loài sống không tuân theo luật nhân quả, nên các ban thần thánh tiên rất sợ thập loại cô hồn này. Câu hỏi 6 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giải đáp gần đây cho Phật tử Nguyễn Thành Tài, bác có giải thích về loài thần. Bác nói nếu muốn vào các ban thần phục vụ thì được tuyển chọn vào phục vụ cho các ban thần để tạo công đức, từ đây trở về Phật giới luôn, không trở lại làm người nữa. Các loài thánh tiên cũng vậy. Thưa bác, chỉ có con người mới tạo công đức để về Phật giới. Vậy tại sao các vị trong ban thần thánh tiên lại không phải qua công thức này ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Loài người thì tạo 3 loại đức. 1. Công đức, 2. Phước đức, 3. Ác đức. Làm việc trong loài thần thánh tiên duy nhất chỉ tạo công đức mà thôi. Câu hỏi 7 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giải đáp bác có nói, thần thức là cái thức của ông thần trong mỗi con người. Đó chính là ông thần quản lý và thực thi nhân quả của mình. Cái tưởng hằng ngày của mình đi đâu, làm gì là do ông thần xúi mình theo nhân quả. Vậy bác cho con hỏi hai ý. Ý thứ nhất, trong quá trình thực thi nhân quả của ông thần, thì các vị thánh thiện và thánh ác có tham gia phụ quả gì không ạ? Nếu có, thì trong những trường hợp nào thưa bác? Ý thứ hai, những suy nghĩ và hành động tốt hay xấu hàng ngày của mình có chịu sự tác động xúi dục của thánh thiện và thánh ác không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bác Nhân trả lời ý 1. Cháu phải biết thánh và tiên giúp đỡ tánh người khi chưa phạm nhân quả, còn khi phạm nhân quả rồi phải ráng chịu. Tánh thánh và tánh tiên có nói mấy câu như vậy. Tánh Phật ở Phật giới
vào trái đất, mượn thân và tánh người tạo công đức. Được các vị thần chủ trái đất và thần mẫu, thánh chủ trái đất và thánh mẫu, tiên chủ trái đất và tiên mẫu, sáu vị dạy thật rõ ràng rằng, muốn tạo công đức thì đừng có nghe ai nói gì hết. Nhất là tu. Tu đúng quyển giáo lý của các đạo như tu theo đạo thần, tu cho thật đúng theo quyển giáo lý của đạo thần thì được làm thần. Tu sai quyển giáo lý của đạo thần thì bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục. Tu theo đạo thánh, tu cho thật đúng quyển giáo lý của đạo thánh thì được làm thánh. Tu sai quyển giáo lý của đạo thánh thì cũng bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục. Tu theo đạo tiên, tu cho thật đúng quyển giáo lý của đạo tiên thì được làm tiên. Tu sai quyển giáo lý của đạo tiên thì cũng bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục. Tu theo đạo Phật, tu cho thật đúng quyển giáo lý của đạo Phật thì được thành Phật. Tu sai quyển giáo lý của đạo Phật thì cũng bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục. Tu theo đạo cô hồn, tu cho thật đúng quyển giáo lý của đạo cô hồn thì được làm cô hồn. Tu sai quyển giáo lý của cô hồn thì cũng bị nhân quả làm quả báo hay xuống địa ngục. Sáu vị dạy thật rõ ràng thêm, muốn tạo công đức chắc chắn được thì đừng tin và làm gì hết. Nhất là cầu xin đại lục người khác. Và chỉ cần làm các việc như sau: cứ ở gia đình, làm ông bà, vợ chồng, con cháu với nhau mãi mãi. Khi nào pháp môn dạy tạo công đức của vị Phật cho con bố ra, tìm đến học công thức, tạo công đức, mang trở về Phật giới, để có kim thân Phật, để thành Phật. Sáu vị cũng dạy thật rõ ràng về đạo Phật như sau: đạo Phật có sáu pháp môn tu. Nếu tánh Phật nam nữ nào mà muốn tu theo đạo Phật thì hãy tu cho thật đúng như sau: một, pháp môn tiểu thừa, tu để thành thánh A-la-hán. Tu cho thật đúng quyển giáo lý của pháp môn tiểu thừa thì chứng được quả vị thánh A-la-hán, ngồi một chỗ bất động trong cái thành thanh tịnh. Tu theo pháp môn tiểu thừa mà không tu đúng theo pháp môn tiểu thừa, lợi dụng pháp môn tiểu thừa lừa người mê muội, lấy tiền của họ, bị nhân quả làm hoa báo. Tu theo pháp môn tiểu thừa không tu đúng pháp môn tiểu thừa, lợi dụng pháp môn tiểu thừa bịa chuyện linh thiêng, lừa người mê muội, lấy tiền của họ, bị nhân quả xuống địa ngục. 2. Pháp môn trung thừa, tu để thành giảng sư đạo Phật, hành nghề giảng sư, sinh sống bằng nghề giảng sư này. Tu cho thật đúng quyển giáo lý của pháp môn trung thừa thì thành là vị giảng sư có tài. Tu theo pháp môn trung thừa mà không tu đúng pháp môn trung thừa, lợi dụng pháp môn trung thừa lừa người mê muội, lấy tiền của những người này, bị nhân quả làm hoa báo. Tu theo pháp môn trung thừa mà không tu đúng pháp môn trung thừa, lợi dụng pháp môn trung thừa bịa chuyện linh thiêng, lừa người mê muội, lấy tiền của những người này, bị nhân quả xuống địa ngục. 3. Pháp môn đại thừa, tu đã thành kỹ sư đạo Phật, hành nghề kỹ sư, sinh sống bằng nghề kỹ sư này. Tu cho thật đúng quyển giáo lý của pháp môn đại thừa thì thành vị kỹ sư đại tài. Tu theo pháp môn đại thừa mà không tu đúng theo pháp môn đại thừa, lợi dụng pháp môn đại thừa để lừa người mê muội, lấy tiền của những người mê muội này thì bị nhân quả làm hoa báo. Tu theo pháp môn đại thừa mà không tu đúng pháp môn đại thừa, lợi dụng pháp môn đại thừa bịa chuyện linh thiêng, lừa người mê muội để lấy tiền của những người này, bị nhân quả xuống địa ngục. 4. Pháp môn mật chú tông, tu để thành thần y trị bệnh, hành nghề thầy thuốc, sinh sống bằng nghề thầy thuốc. Tu cho thật đúng quyển giáo lý của pháp môn mật chú tông thì thành thần y danh tiếng. Tu theo pháp môn mật chú tông mà không hành đúng pháp môn mật chú tông,
lợi dụng pháp môn Mật Chú Tông lừa người mấy muội để lấy tiền của những người này thì bị nhân quả làm ma báo. Tu theo pháp môn Mật Chú Tông mà không hành đúng pháp môn Mật Chú Tông, lợi dụng pháp môn Mật Chú Tông bịa chuyện linh thiêng lừa người mấy muội để lấy tiền của họ, bị nhân quả xuống địa ngục. 5. Pháp môn Tịnh Độ Tông, tu để vãng sanh lên nước trời Cực Lạc sống. Tu cho thật đúng quyển giáo lý của pháp môn Tịnh Độ Tông thì thành tiên trên trời. Tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông mà không hành đúng pháp môn Tịnh Độ Tông, lợi dụng pháp môn Tịnh Độ Tông để lừa người mấy muội lấy tiền của những người này thì bị nhân quả làm hoa báo. Tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông mà không hành đúng pháp môn Tịnh Độ Tông, lợi dụng pháp môn Tịnh Độ Tông bịa chuyện linh thiêng lừa người mấy muội để lấy tiền của những người này, bị nhân quả xuống địa ngục. 6. Pháp môn Thiền Tông, không tu, chỉ thực hiện đúng quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam để trở về Phật giới thành Phật. Thực hiện không đúng quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn thành con vi trùng. 6 vị thần thánh tiên dạy thật rõ ràng như vậy mà không thực hiện thì bị vị thần thực thi nhân quả ráng chịu, chớ các tánh thánh, tánh tiên làm sao can thiệp cho được. Bác Nhân trả lời ý 2. Trong người nào mà loài cô hồn dựa nhiều quá, vừa suy nghĩ là cô hồn xúi mình làm bậy ngay, các tánh thánh thiện và tánh tiên không xen vào được. Câu hỏi 8 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, theo giải đáp của bác mới đây, con được biết trường hợp trung ấm thân có công đức vô lượng sẽ được một vị Phật phân thân vào trái đất, rước về Phật giới. Vậy bác cho con hỏi, lời dặn dò đường về Phật giới có bổ sung thêm hay thay đổi gì khác so với trước đây nữa không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi trung ấm thân có công đức vô lượng, ban nghi lễ thần thánh tiên chỉ hành lễ tiễn và dặn dò theo vị kim thân Phật trở về Phật giới mà thôi. Câu hỏi 9 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp công đức trung bình hoặc ít thì trung ấm thân được ban dặn dò dạy đường về Phật giới. Vậy trung ấm thân được gặp ban dặn dò ngay sau khi thoát khỏi thân tứ đại hay khi nào trong quá trình đường về Phật giới? Và trung ấm thân được dặn dò dạy đường về Phật giới gồm những nội dung gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 9 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp có công đức trung bình hoặc ít thì vị thần quản lý trung ấm thân bàn giao cho ban dặn dò dạy đường về Phật giới, giống như khi được truyền bí mật Thiền Tông tại chùa Thiền Tông vậy thôi, tức dặn dò lại lần thứ hai cho thật kỹ vậy. Câu hỏi 10 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp công đức ít, ác đức nhiều và phước đức cũng nhiều, trung ấm thân bị ba thế lực giằng co là thần, thánh và dòng tộc. Vậy cho con hỏi, dòng tộc ở đây là những người chờ đi phân bổ hiện về để lôi kéo trung ấm thân ở lại, hay là thánh giả làm dòng tộc để lôi kéo? Trường hợp ông bà, cha mẹ đã đi luân hồi hết rồi thì có bị sự giằng co của dòng tộc không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giằng co này gồm có: 1. Trưởng họ tộc. 2. Ông bà, cha mẹ và người thân. 3. Khi có tin mình được trở về Phật giới thì cả dòng họ mình kéo nhau ra năn nỉ, yêu cầu mình ở lại, đừng trở về Phật giới.
Câu hỏi 11 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người tu thiền tông về già, bị bệnh mất trí nhớ, lú lẫn thời gian dài, lúc chết không tỉnh táo. Vậy lúc đó, trung ấm thân có nhớ đường về Phật giới không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người tu thiền tông về già bị bệnh mất trí nhớ, lú lẫn thời gian dài, lúc chết mang trung ấm thân, trí nhớ rất sáng suốt, vẫn nhớ đường trở về Phật giới. Lú lẫn là do trục trặc thân tứ đại, chứ trung ấm thân không có trục trặc. Câu hỏi 12 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bác có nói khi mình học cho thông đường về Phật giới, đừng có khởi niệm chấp, thì pháp trần rất sáng, không ai lừa mình được. Vậy khởi niệm chấp ở đây là như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khởi niệm chấp khi cho ta tu thiền tông là giỏi, là tài hơn người khác. Chấp này là do điện tử âm phát ra mạnh nên làm mờ trí sáng suốt. Cô hồn thấy mình không sáng suốt nên lừa mình. Câu hỏi 13 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giải đáp bác có nói, vị Phật phân thân dẫn mình đến chỗ phổ biến thiền tông để học thiền tông. Còn trong quyển 10 có nói, tu thiền tông bắt buộc phải có một vị Phật theo sát giúp đỡ mình thì mới về Phật giới được. Vậy người tu thiền tông được vị Phật giúp đỡ như thế nào? Từ khi chưa biết đến pháp môn thiền tông cho đến lúc trở về Phật giới ạ. Kính mong bác giải thích cho con được rõ điều này ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị Phật phân thân dẫn mình đến chỗ phổ biến thiền tông để học thiền tông. Khi nào mình có công đức mà muốn tìm học giải thoát thì vị Phật mới giúp. Còn trong quyển 10 có nói, người tu thiền tông bắt buộc phải có một vị Phật đi theo sát giúp đỡ thì mình mới trở về Phật giới được. Người tu thiền tông muốn được vị Phật giúp đỡ là người này phải quyết chí tu thiền tông thì vị Phật mới giúp đỡ. Còn mình thích cầu xin, cúng tụng thì vị Phật không giúp đỡ. Câu hỏi 14 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, lịch trình của một tánh Phật vào tam giới tạo công đức và trở về Phật giới như thế nào ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lịch trình của một tánh Phật vào tam giới tạo công đức và trở về Phật giới dài lắm, cả 10 trang giấy không trả lời cho cháu được. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học Phật lý thiền tông Việt Nam xuất bản, bác tặng cho một quyển, cháu đọc cháu sẽ biết. Câu hỏi 15 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Những Phật tánh lần đầu tiên vào tam giới có được sắp xếp vào những gia đình có hoàn cảnh giống nhau không, hay tùy theo sự lựa chọn của mỗi Phật tánh mà hên xui vào nhà giàu hay nghèo ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Những tín Phật lần đầu tiên vào tam giới, các vị thần quản lý sẽ đưa vào gia đình khá giả, không đưa vào gia đình nào nghèo. Tuần tự do vị thần quản lý sắp xếp. Câu hỏi 16 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cái giác hay cái biết của Phật tánh khi từ tam giới mang công đức trở về Phật giới có khác với cái giác của Phật tánh khi còn ở trong Phật giới như thế nào ạ?
Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cái giác hay cái biết của Phật tánh là một. Khi mang tánh Phật hay mang kim thân Phật, cũng thấy, nghe, nói, biết đồng như nhau. Câu hỏi 17 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bác có nói, người chết phải để sau 8 tiếng, mới làm gì thì làm. Nếu làm người ta đau, người ta sân si lên, cái tàn thức không tốt, phải đọa vào cảnh giới xấu. Vậy xin bác giải thích cho con được rõ, cảnh giới xấu là cảnh giới nào? Ngạ quỷ, súc sanh hay địa ngục? Tại sao chỉ một vài phút sân si lúc lâm chung mà lại có thể bị đọa vào cảnh giới xấu được, thưa bác? Trường hợp trung ấm thân có khối nghiệp đi hưởng phước dương hoặc có đủ công đức để về Phật giới mà lúc lâm chung sân si lên thì có bị đọa vào cảnh giới xấu không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cháu nên biết, khi người chuẩn bị chết mà nổi sân, thì ngọn lửa sân này đốt hết phước đức, thì con người này mất hết phước, chỉ còn lại công đức, nếu có cũng bị phủ đen. Con người này hoàn toàn như mù, thì con người này không còn làm gì được nữa. Phần đi về đâu thì do vị thần quản lý quyết định. Câu hỏi 18 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi lâm chung, cơ thể đau đớn để trả nghiệp. Vậy trả nghiệp lúc lâm chung này là sao, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phần nhiều người lâm chung mà cơ thể bị đau đớn để trả nghiệp. Nghiệp này là do nghiệp sát sinh. Câu hỏi 19 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vật tư cấu tạo phước đức âm cho con người sử dụng là gì ạ? À? Tại sao sử dụng phước đức âm, mua nhà cửa, ruộng vườn lại phải do họ tộc quyết định ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 19 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ở trái đất nhân quả luân hồi này có 4 loại đức, gồm 1. Công đức trong sáng, được ban nghi lễ thần thánh tiên, tiễn hay dặn dò đường trở về Phật giới. 2. Nghiệp phước đức vương, được ban thần thực thi nhân quả, cho lên các cõi trời, hai nước trời cực lạc, hưởng sung sướng. 3. Nghiệp phước đức âm, được ban thần thực thi nhân quả, giao cho họ tộc quyết định. 4. Nghiệp ác đức, được ban thần thực thi nhân quả cho đi hai nơi, tùy theo việc tạo nghiệp, gồm A. Làm hoa báo, nếu thầy tu không biết giác ngộ giải thoát là gì mà đi giảng đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, để người mê muội cúng tiền cho thầy xài, thì thầy bị nhân quả làm hoa báo. Trước khi thầy chết, thầy sống thực vật một thời gian dài hay ngắn, tùy theo việc thầy lừa người mê muội nhiều hay ít. B. Xuống địa ngục, nếu thầy tu không biết giác ngộ giải thoát là gì mà thầy giảng chuyện linh thiêng, làm bùa, làm phép để lừa người mê muội cúng tiền cho thầy xài, thì thầy bị nhân quả xuống địa ngục. Còn tầng địa ngục thứ mấy là do thầy lừa người mê muội nhiều hay ít. Câu hỏi 20 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vào hầm 10 tỷ có theo tội nặng nhẹ mà thụ án bao nhiêu tỷ năm? Trường hợp trái đất tan rã, khi trung ấm thân chưa thụ đủ án, thì trung ấm thân đó có phải chuyển sang trái đất mới để tiếp tục trả nghiệp không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người tu thiền tông hay không tu thiền tông mà chửi, chê,
bước phá triệt tiêu pháp môn thiền tông học này mà bị siêu nhân quả vào hầm 10 tỷ sống, chả khi nào hết nghiệp mà thôi, có thể luân chuyển cả 100 trái đất. Câu hỏi 21 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bác có nói tu thiền tông không về Phật giới được, còn hiểu thiền tông mới về Phật giới được. Đó là bí kíp thiền tông. Vậy xin bác giải thích cho con được rõ ý này ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 21 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người tu thiền tông công đức trong sáng được về, còn bí kíp thiền tông, Đức Phật dạy rõ sự thật 100% ở trái đất này, trọng tâm là các đạo. Câu hỏi 22 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong Kinh Tiểu Thừa, Đức Phật dạy, căn bản của Đạo Phật là đạo nhân quả. Đời này hưởng gì, trả gì, thì biết đời trước làm gì. Nhìn vào việc làm hiện tại đời này, thì biết đời sau được gì, trả gì. Đó là quy luật nhân quả. Vậy thưa bác, có khi nào đời này làm mà hưởng luôn hay trả luôn không ạ? Và quả báo nhãn tiền là sao thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 22 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phần này tùy theo vị thần quản lý tánh Phật của mình, không nói trước được. Câu hỏi 23 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giải đáp ngày 31 tháng 3, 2019, bác có nói, ở trái đất này, làm gì mà có khởi niệm mới có nhân quả, làm mà không có khởi niệm hoàn toàn không có nhân quả. Vậy xin bác giải thích cho con được hiểu rõ chỗ này ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 23 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm mà khởi niệm, tức có nơi mà mình khởi niệm, thì niệm của mình đến nơi đó nên có nhân quả. Còn mình làm mà không khởi niệm, tức không có nơi mà mình khởi niệm đến, nên không có nhân quả, là vậy. Câu hỏi 24 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Con người sướng khổ đều là do nghiệp mỗi cá nhân chi phối, quyết định. Vậy câu, phúc đức tại mẫu, ông bà ta xưa hay nói, phải hiểu sao cho đúng, thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 24 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người sống trong mỗi gia đình là phải theo nghiệp của gia đình. Nghiệp mình đến hưởng của cha mẹ thì được hưởng. Còn mình đến với cha mẹ để trả nợ cho cha mẹ thì phải làm trả nợ cho cha mẹ. Câu phúc đức tại mẫu này là câu Đức Phật dạy loài người biết là đến với cha mẹ là để hưởng phúc của cha mẹ hay trả nợ cho cha mẹ đó. Câu hỏi 25 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Can thiệp vào nhân quả là sao? Sống theo đúng quy luật nhân quả là thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 25 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Can thiệp vào nhân quả là mình không thuận theo nhân quả. Ví dụ, mình có của mà không hưởng, đi làm bụi đời. Mình ở tù mà không chịu ở tù, trốn ra khỏi tù, vân vân. Câu hỏi 26 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bác giải thích giúp con, cộng nghiệp là gì? Cộng nghiệp do đâu mà có? Những liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc trong cùng trận chiến có được gọi là cộng nghiệp không, thưa bác?
Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 26 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cộng nghiệp là nghiệp phải trả chung nhiều người cùng một lúc, một thời điểm. Còn những chiến sĩ hy sinh cho tổ quốc không tính vào cộng nghiệp được, mà là công đức chung cho tổ quốc. Công đức này được tổ quốc ghi công và lập đền thờ. Câu hỏi 27 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài kệ có câu: Thầy chỉ các con bây giờ như ở mặt biển bất ngờ phúng lên, tướng nước khi đã vượt lên, lên cao tới đỉnh lại rơi về nguồn. Thầy dạy các con phải luôn cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra. Xin bác giải thích cho con được hiểu rõ ý của các câu kệ trên muốn nói điều gì ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 27 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bài kệ này Đức Phật dạy về bốn phần của tánh Phật: thấy, nghe, nói và biết như sau. 1. Khi mình nhìn thấy thì cái tánh thấy này nhờ điện từ âm dương đẩy đi, mình mới thấy được. Khi nhìn thấy xong, điện từ âm dương này trả lại cho điện từ âm dương. 2. Khi mình nghe thì cái tánh nghe này nhờ điện từ âm dương đưa tiếng nói hai tiếng động đến cho mình nghe. Khi không còn tiếng nói hai tiếng động thì điện từ âm dương trở lại bình thường. 3. Khi mình nói thì tiếng nói nhờ điện từ âm dương đẩy tiếng nói đi. Khi không còn nói nữa thì điện từ âm dương trở lại bình thường. 4. Khi mình biết thì cái biết mình lấy từ không gian đem xuống biết. Khi mình biết xong rồi thì cái biết này trả lại cho không gian. Đức Phật sử dụng tướng nước để ví dụ cho chúng ta dễ hiểu bằng câu: như nước ở mặt biển bất ngờ phúng lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn. Tất cả tứ đại cũng luôn ở trong tánh người lưu khắp mọi nơi. Đức Phật nói về tánh Phật bị luân hồi. Tánh Phật khi vào tam giới rong chơi, bị vật chất cuốn hút luân hồi khắp nơi. Thấy Tiền Tông dạy thoát luân hồi, chửi cho là ma quỷ để rồi vào hầm lửa to. Muốn không vào hầm lửa to thì cho pháp môn giải thoát tự do lưu hành. Còn cố tình ganh ghét tranh giành thì vào hầm lửa lớn đành lòng vậy thôi. Câu hỏi 28 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh cư sĩ Duy Ma Cật làm cứng họng các hàng đại đệ tử của Đức Phật muốn nói lên điều gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 28 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đức Phật dạy, pháp môn giải thoát này duy nhất chỉ có cư sĩ dạy, còn tu sĩ không dạy được. Tu sĩ lo dạy chuyện khác, thành ra tu sĩ phải cứng họng với ông Duy Ma Cật này là vậy. Câu hỏi 29 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Ngài A Nan Đà hỏi Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con tu hành làm sao để vượt ra ngoài luân hồi sanh tử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không trả lời, mà mười phương chư Phật trả lời cho Ngài A Nan Đà biết. Mười phương chư Phật đồng nói như sau: này ông A Nan Đà, ông muốn thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, ông hãy tu một trong sáu căn, hay tu cả sáu căn của ông, chứ không có cách tu nào khác. Vậy thưa bác, tại sao mười phương chư Phật lại nói ông A Nan Đà tu một trong sáu căn, hay cả sáu căn mới thoát được luân hồi sinh tử,
chứ không có cách tu nào khác là sao ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 29 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tu một trong sáu căn là: một, căn mắt là thấy; hai, căn tai là nghe; ba, căn mũi là ngửi; bốn, căn lưỡi là nếm; năm, căn ý là biết; sáu, căn thân là xúc chạm. 36 vị tổ thiền tông đều ngộ một trong sáu căn này để thành Phật. Nếu chúng ta tu để giải thoát thì chúng ta phải tu một trong sáu căn này, hoặc tu hết sáu căn thì mới giải thoát được. Còn chúng ta tu ngoài sáu căn này thì chúng ta tu cả tỷ đời cũng không giải thoát được. Câu hỏi 30 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tịnh đại hải chúng là biển lớn, không động, nó nằm ở trong 33 cõi trời. Vậy cõi trời đó là cõi nào thưa bác? Và tại sao lại gọi là thanh tịnh đại hải chúng? Những người tu pháp môn nào thì sẽ lên đây ở ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 30 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tịnh đại hải chúng là biển lớn không động, nó nằm ở phía đông bắc của quả núi Hy Mã Lạp Sơn, chứ không phải ở 33 cõi trời. Vị tiên chủ trái đất và tiên mẫu lập nước Bồng Lai Tiên Cảnh và đại hải thanh tịnh chúng có mục đích như sau: một, để khi tánh Phật nào mượn thân và tánh người phát ra tưởng nhiều quá vào tu theo đạo tiên, để sau khi chết vào nước Bồng Lai Tiên Cảnh và đại hải thanh tịnh chúng sống, chờ ngài vị Phật cho công bố pháp môn giải thoát ra, trở lại làm người, học công thức, tạo công đức, mang trở về Phật giới thành Phật. Hai, nếu không tu theo đạo tiên mà tu theo các đạo khác, kể cả đạo Phật, năm pháp môn tu hành có thành tựu theo nhân quả luân hồi thì cũng không trở về Phật giới được. Câu hỏi 31 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quyển 1 có nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, cõi dục giới là cõi tệ nhất trong tam giới. Vậy cõi dục giới là cõi nào và tại sao lại tệ nhất trong tam giới ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 31 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quyển 1 có nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, cõi dục giới là cõi tệ nhất trong tam giới, là trái đất Nam Diêm Phù Đài này. Câu hỏi 32 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, khi loài người đánh nhau chí tử, giết gần hết sự sống ở trái đất này, ban bề trời tứ thiên dương, ném các viên đá lớn vào địa cầu để lập chi, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 32 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đời mạt pháp, loài người đánh nhau bằng tất cả các loại bom để hủy diệt tất cả các sự sống trên trái đất này, thì ban bệ trời tứ thiên vương sau đó phải ném nhiều viên đá lớn vào trái đất để san bằng các công trình xây dựng của người thời văn minh nguyên tử để trở lại thời kỳ đồ đồng. Đây là quy luật của chu kỳ thành trụ hoại. Đúng 1 triệu lần thì trái đất bị tan rã và thành diệt. Câu hỏi 33 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi trái đất bị bệnh do loài người đánh nhau tiêu diệt sự sống, cần phải tái tạo lại sự sống, thì ban bề trời tứ thiên dương hay ban thần thánh tiên có tác động gì đến trái đất không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 33 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi trái đất bị bệnh do loài người đánh nhau tiêu diệt sự sống, cần phải tái tạo lại sự sống, thì ban bệ trời tứ thiên vương hai ban thần thánh tiên không có tác động gì cả, mà để con người tự nhiên phải sống trở lại vào thời kỳ đồ đá mà thôi.
Câu hỏi 34 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, hiện nay trên thế giới có hơn 100 triệu người tu theo pháp môn Pháp Luân Công. Vậy tu theo pháp môn này có lợi ích gì? Và chết thì họ sẽ đi về đâu ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 34 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người tu theo pháp môn Pháp Luân Công được hai cái lợi. Một, tu theo pháp môn này có bệnh, chuyển khí luân hết bệnh. Hai, khi chết, thành thánh Pháp Luân Công ở trái đất này. Câu hỏi thứ 35 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sư phụ Lý Hồng Trí nói, Pháp Luân Công là môn khí công, tu Phật, công pháp tính mệnh song tu, vừa tu tính, đồng thời tu mệnh. Lần đầu tiên, từ khi khai thiên lập địa, con người có thể tu luyện tại gia đình, ngay cả trong xã hội bình thường, mà có thể đắc chính quả, viên mãn. Đúng như lời dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni, đến thời kỳ mạt pháp, chuyển luân thánh vương, hạ thế độ nhân, hoa u đàm khai nở, thì con người có thể tu luyện tại gia đình mà đắc chính quả. Vậy thưa bác, Đức Phật Thích Ca có dự ngôn điều này không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ 35 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Pháp môn Pháp Luân Công cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Nghĩa là gì? Pháp là phương pháp, luân là chuyển động, công là khí công. Pháp môn này Đức Phật dạy ngồi thiền chuyển khí luân, gồm có: một, biết có hơi thở, thở ra hít vào. Hai, sổ tức, đếm hơi thở. Ba, tùy tức, theo hơi thở. Bốn, dừng tức, cho hơi thở dừng lại. Năm, hoàn tức, cho hơi thở chạy ngược lại. Sáu, tỉnh tức, cho hơi thở thanh tịnh. Để chi vậy? Để trị bệnh nội tạng, nhất là bệnh phổi và bệnh cơ bắp. Còn thầy Lý Hồng Chí, chứ không phải Lý Hồng Trí, lấy pháp môn này của Đức Phật dạy, biến chế thành Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Công của thầy Lý Hồng Chí có 5 bài tập, danh gọi như sau. Bài 1: Phật triển thiên thủ pháp, mở các quyệt đạo. Bài 2: Pháp Luân Trang Pháp, cho dòng điện tràn khắp châu thân. Bài 3: Quán thông lưỡng cực pháp, cho dòng điện âm dương chạy trong từng đường động mạch và tĩnh mạch cơ thể con người. Bài 4: Pháp Luân Chu Thiên Pháp, khí chạy vòng quanh thân người. Bài 5: Thần Thông Gia Trì Pháp, thần thông cõi vô hình gia hộ và gìn giữ pháp môn này. Gia trì pháp này là do vị thánh gìn giữ, là do một trong 10 loại thánh lang thang gìn giữ đó. Mục đích Pháp Luân Công này, theo động tác, cho hơi thở chạy vào các cơ phận của con người để tống chất khí dơ ra ngoài cơ thể, nhất là bộ não và các cơ bắp của thân người. Đức Phật Thích Ca có nói, đến đời mạt thượng pháp, hoa u đàm nở, để rước tánh Phật, mượn thân và tánh người trở về Phật giới, chứ không có nói tu luyện để thành thánh lang thang ở trái đất này. Tu thành thánh lang thang ở trái đất này thì hiện nay có nhiều người tu rồi, như: một, Sư Cô Thanh Hải tu thành Vô Thượng Sư Thanh Hải. Sư Cô Thanh Hải tuyên bố tu theo Sư Cô tức khắc khai ngộ. Có người hỏi tức khắc khai ngộ là khai ngộ cái gì? Sư Cô Thanh Hải không trả lời được. Hai, Sư Thầy Trần Tâm tu thành Ngọc Hoàng Thượng Đế. Có người hỏi Sư Thầy Trần Tâm công thức giải thoát là sao? Sư Thầy Trần Tâm tu thành Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi mà không biết công thức giải thoát là sao? Ba, có thầy tuyên bố tu thành thánh, súng bắn không chết. Có người hỏi,
Vậy thầy có dám cho người có súng bắn thử vào thân của thầy một viên không? Nếu không chết là thật, còn chết là không thật. Thầy thành thánh này bỏ đi. Nói tu thành thánh thì nước Việt Nam có rất nhiều người tu đã thành thánh rồi. Nhưng trong đạo Phật tu có bốn chữ là giác ngộ, giải thoát, thế nhưng không nơi nào biết. Nay lại có ông Lý Hồng Chí, tự xưng ông là chuyển luân Pháp Vương xuống trần thế độ dân nữa. Vậy ông độ dân là độ cái gì? Thời khoa học 4.0 này mà nói chuyện thần thánh, có còn ai tin nữa đâu. Việc pháp môn Pháp Luân Công này trị bệnh là đúng, còn làm các chuyện khác là không đúng. Hiện nay chưa ai biết chuyển luân Pháp Vương là ai, có nhiệm vụ gì, vị này ở đâu, chỉ nghe sách viết vậy thôi. Câu hỏi thứ 36 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sư phụ Lý Hồng Trí nói, ông có vô số pháp thân, mang đầy đủ pháp lực thần thông, lớn phi thường, pháp lực rất lớn. Những học viên Pháp Luân Công chân chính sẽ được sư phụ cấp cho một pháp thân để bảo vệ, bảo hộ cho học viên, đảm bảo cho họ không bị bất kỳ nguy hiểm gì. Và sư phụ có thể tiêu trừ được nghiệp lực của học viên nhờ vào công lực cao của ông. Đường đời từ nay về sau của những học viên chân chính sẽ được cải biến. Pháp thân của ông sẽ an bài lại cho họ, sẽ giúp cho họ thanh lý hết bệnh tật. Sư phụ nói, hiện nay trên thế giới chỉ mình cá nhân ông đang công khai truyền chánh pháp. Vậy pháp môn của sư phụ thuộc đạo nào và sư phụ là ai, tu đắc được quả gì mà có khả năng làm được những điều phi thường hơn cả Đức Phật Thích Ca như vậy, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ 36 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Lý Hồng Chí này tuyên bố mạnh gấp 100 lần sư cô Thanh Hải. Nay sư cô Thanh Hải không còn xưng nữa. Vì sao? Vì sợ Phật tử Thiền Tâm hỏi, không trả lời được. Cháu mới biết thầy Lý Hồng Chí này nói thật hay nói giả. Xin cho Phật tử Thiền Tâm hỏi mấy câu như sau. Nếu thầy Lý Hồng Chí trả lời đúng, là thầy Lý Hồng Chí thật. Còn nếu thầy Lý Hồng Chí trả lời không đúng, là thầy Lý Hồng Chí giả. Mấy câu hỏi, lấy lời tuyên bố của thầy Lý Hồng Chí, hỏi lại thầy Lý Hồng Chí như sau. Pháp thân là gì? Pháp lực là sao? Thần thông lớn phi thường, ông Lý Hồng Chí bay lên cao được bao nhiêu cây số? Pháp thân để bảo vệ làm bằng chất gì? Súng bắn có thủng không? Thầy Lý Hồng Chí có thể tiêu trừ được nghiệp lực của học viên nhờ vào công lực cao của ông. Xin ông chứng minh rõ ràng. Mời ông vô phòng kính, mở bình ga ra đốt cháy. Ông ngồi thiền 30 phút mà ông không bị cháy là ông thánh thật, còn ông bị cháy là thánh giả. Thầy Lý Hồng Chí tuyên bố tiêu trừ được nghiệp lực của học viên nhờ vào công lực cao của ông. Nghiệp học viên nghèo quá, giúp học viên giàu được không? Nếu được là đúng, còn không giàu được là giả. Đường đời từ nay về sau của những học viên chân chính sẽ được cải biến. Nhưng cải biến như thế nào, xin hãy nói rõ ra. Pháp thân của ông sẽ an bài lại cho họ. Pháp thân là cái gì? Xin đưa ra công chúng xem ông an bài. Giúp cho họ thanh lý hết bệnh tật. Thanh lý bệnh tật là thanh lý cái gì? Bệnh tật đâu phải món hàng mà thanh lý. Sư phụ nói, hiện nay trên thế giới chỉ mình cá nhân ông đang công khai truyền chánh pháp. Vậy chánh pháp là gì? Có dám cho Phật tử Thiền Tông hỏi tự do hay không? Nói thì ai nói cũng được, nhưng mà làm có làm được không? Hai múi gậy giữa rừng quang. Cháu tu theo đạo Phật, lấy câu trong Kinh Kim Cang ra để giám định người tu. Câu này như sau. Kẻ nào tu mà nói chứng này chứng kia thì kẻ đó là tà, là ma đó. Thích Ca Văn dạy.
Câu hỏi thứ 37 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Những người tu Pháp Luân Công cho rằng niệm chín chữ vàng, Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hảo là một sự thần kỳ có sức mạnh vô hình, có thể hóa giải được virus Vũ Hán. Nhiều người bị nhiễm Covid chia sẻ, khi họ thành tâm niệm chín chữ vàng này, thì họ từ dương tính trở thành âm tính. Vậy điều này có đúng không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ 37 cho Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phần này trái với đạo Phật khoa học Phật lý Thiền Tông. Muốn thử nghiệm phần này, xin mời các vị tu theo Pháp Luân Công cho ở chung với người bệnh COVID-19 một tháng, không đeo khẩu trang. Các vị liên tục niệm chín chữ vàng, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Nếu người bệnh hết là đúng, còn người bệnh không hết là không đúng. Mà phải đổi câu này lại như sau: nhiều người bị nhiễm Covid chia sẻ, khi họ thành tâm niệm chín chữ vàng này, thì họ từ dương tính trở thành âm phủ tính. Thế giới khoa học Phật lý này làm gì và tin gì cũng phải bằng khoa học. Cháu đừng có nghe ai nói gì cũng tin, là tin mù quáng đó. Cháu phải biết trái đất này là thế gian. Cháu sống trên trái đất này, hãy xem chừng những người gian dối đó. Câu hỏi thứ 38 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1999 đến nay, hàng triệu người tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị chính quyền Trung Quốc bức hại hàng loạt. Là nguyên do gì? Những người này chết cùng một nguyên nhân, có phải là cộng nghiệp không, thưa bác? Trên đây là 38 câu hỏi của con. Con kính mong bác giải đáp cho con được rõ thông. Con xin chân thành cảm ơn bác và kính chúc sức khỏe bác ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ 38 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người tu theo đạo Phật là phải tu bằng trí tuệ. Người nào tổ chức tu thì phải tổ chức tu đúng luật pháp như sau: tu được chính quyền cho phép là hợp pháp, chính quyền không cho phép là không hợp pháp. Tổ chức tu phải có cơ sở đàng hoàng, không ra bãi biển hay công viên tu được, làm mất trật tự xã hội. Sinh hoạt trong cơ sở, không ra ngoài. Phải có giáo lý và nội quy. Phải có bản cam kết 5 không. Một là không mê tín, tức không tin sai khoa học. Hai là không làm chuyện kỳ quái. Ba là không nói dối. Bốn là không nói vòng vo nếu có người hỏi. Năm là không lừa người lấy tiền. Người nào có các phần nêu trên thì mới gọi là người tu chân chính. Bác Nhân cảm ơn cháu Thiêu đã hỏi những câu hỏi rất hay. Mọi thắc mắc về Pháp môn Thiền Tông thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau. Số điện thoại 1 0792 400 843 nhận câu hỏi Thiền Tông 1. Số điện thoại 2 0878 912 953 nhận câu hỏi Thiền Tông 2. Hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông2013@gmail.com. Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. 1. Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn Thiền Tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3. Kèm theo tấm ảnh màu 4x6cm. 4. Những câu hỏi hay được Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiền tông.com để nhiều người biết.
Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu